Cảnh sát Pháp đã liên tiếp phải dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình quá khích thuộc phong trào Áo Vàng. Các cuộc biểu tình diễn ra 2 ngày sau khi chính phủ Pháp công bố dự thảo ngân sách năm 2020. Theo cảnh sát thành phố Toulouse, Tây Nam nước Pháp, có tới gần 1.000 người tham gia biểu tình và đã có 5 người trong số này bị bắt giữ sau khi họ ném đồ vật về phía cảnh sát. Đụng độ tương tự cũng xảy ra trong cuộc biểu tình ở thành phố miền Nam Montpellier với khoảng 300 người tham gia, khiến 4 cảnh sát bị thương nhẹ và 9 người biểu tình bị bắt giữ. Trong khi đó, tại thủ đô Paris, bất chấp nỗ lực giải tán đám đông của lực lượng an ninh, những người biểu tình vẫn tập trung trên nhiều tuyến phố và một số người biểu tình áo vàng còn trà trộn vào nhóm tuần hành chống biến đổi khí hậu. Xuất phát từ việc phản đối tăng giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt đắt đỏ, phong trào áo vàng tại Pháp sau này đã biến thành các cuộc biểu tình gần như hàng tuần, đòi Tổng thống Macron phải từ chức.